Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio của chúng em. Thì hôm nay thì bên em có một cái đơn hàng của bác Minh ở bên Hà Nội. Vâng, thì là hôm nay có đơn hàng này thì em cũng review qua cái sản phẩm này và bên em bây giờ đang rất là hot. Đó, thì là cái số lượng bên em thì không có nhiều trong sản phẩm này đâu nha các bác nhé. Bọn em thì là đang xách tay, số lượng nó có hạn thôi. Thì là bác nào thì quan tâm sản phẩm thì xin mời để lại số điện thoại bên dưới. Bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác. Vâng, cái dòng sản phẩm này thì là để mà tính chép ấy, nghe rất là êm nha các bác nhé. Chép nghe rất ra rất êm, không bị chóe tiếng. Đấy, các bác nghe. Đó các bác, nghe rất êm, không bị chóe tiếng nha các bác nhé. Đó là ghép, đấy bây giờ em ghép cái loa này các bác nghe. Để công suất ra nha bác nha. Đó, trở kháng của em nó 8 ohm. Sản phẩm này thì em đang đánh trực tiếp từ cái van cơ này các bác nhé. Em đấu thẳng vào chiếc cáp này, em đấu thẳng vào cục đẩy. Đó. Và em chạy ra từ van cơ. Vâng, thì một lần nữa xin cảm ơn bác Minh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên Tuyên Vũ Audio chúng em. Thì là chúng em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của chúng em. Và mọi thắc mắc, mọi chi tiết liên hệ thì các bác có thể là để lại số điện thoại bên dưới hoặc là quan tâm bất kỳ sản phẩm nào bên em. Chúng em sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp cho các bác và xin cảm ơn các bác nhé.